Như các bạn đã biết, Đổng Trác là một vị tướng quân Việt và là quyền thần nhà Đông Hán đầu thời Tam Quốc. Lão tài năng thì chẳng bằng ai, được cái hung hăng và nịnh nọt là giỏi. Hồi đánh giặc Khăn Vàng thì thua liệng xiểng, thế nhưng về sau nhờ đút lót tốt, lại có thêm mưu sĩ Lý Nho bày bình hiến kế, cũng được lên chức thứ sử Tây Lương. Tuy nhiên Đổng Trác y quy không cao, nhưng có một câu nói cực kỳ chất lượng. Câu nói ấy là gì? Mời các bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay để biết thêm nhé. Chuyện là nhân đại thần Hà Tiến muốn dẹp hoạn quan nên đề nghị Trác mang quân vào cung cấm. Trác tới nơi thì Tiến đã chết rồi, vì thế tay cầm quyền lớn nghe lời của Lý Nho, định kế lập vua mới để dễ bề thao túng. Đang trong lúc tiệc rượu say sưa, Trác mới bảo: "Các quan hãy im lặng, nghe ta nói một câu chuyện. Vua là chúa tể của thiên hạ, không có uy nghi không thể nào tôn phụng vương miếu và xã tắc. Này hoàng thượng nhu nhược, không bằng Trần Lưu Vương thông minh ham học, xứng đáng ngôi rồng. Vậy ý ta muốn bỏ thiếu đế, lập Trần Lưu Vương, các quan nghĩ sao?" Các quan nghe đoạn, yên lặng nhìn nhau, không ai dám nói câu gì cả. Bỗng nhiên có một người ngồi trong yến tiệc đẩy ghế đứng dậy, nói lớn lên rằng: "Không được, không được, thằng béo ục ịch kia, mày là thằng nào, dám nói năng cản rỡ, mày tuổi Sở Ti à? Hoàng thượng là con cả của Đức Tiên Đế, xưa nay không chút lầm lỗi, sao bỗng dưng dám nói bỏ người này lập người kia, mày muốn phản nghịch hay chăng?" Trác nhìn xem mới biết người ấy là quan thứ sử Kinh Châu, tên gọi Đinh Nguyên. Trác nổi giận quát lên rằng: "Mẹ cha thằng già lắm mồm kia, ai theo ta thì sống, ai chống ta thì chết." Bèn rút gươm toan chém Đinh Nguyên. Lữ Bố đứng sau hộ vệ họ Đinh, tay cầm phương thiên họa kích quát lớn: "Anh Trác à, anh mồm bé bé thôi, đừng có dọa trẻ con ăn cứt gà sát. Kẻo bố này mà ra tay thì không còn đất để ỉa đâu." Lý Nho trông thấy thần thái uy dũng của Phụng Tiên, liền hạ giọng hòa giải: "Kìa các anh em huynh đệ, đang uống rượu no say, sao lại nỡ nói nhau nặng lời như thế? Chuyện này cứ để tính sau thì hơn." Thế rồi Nho tự mình làm quản ca, bảo tất cả nâng ly lên rồi hô: "Một hai ba vô, một hai ba uống, 100%. Trác bực quá, liền ra hoa viên sau cùng thư giãn. Lý Nho đến, Trác hỏi: "Thằng mà mẹ vừa nãy ở cung cấm là thằng nào đấy?" Nho nói: "Đấy là con nuôi của Đinh Nguyên, họ Lã tên bố, tự là Phụng Tiên. Chúa công hãy nên tạm lánh đi, kẻo không nó nổi giận là ăn ngay cái kích vào mồm đấy." Mấy ngày sau, Trác bàn với các tướng: "Ta xem Lữ Bố là kẻ tài giỏi phi thường, nếu được người ấy kể với ta, lo gì không có được thiên hạ." Một người ở dưới trướng bước ra thưa rằng: "Chúa công lo chi điều ấy, tôi vốn là người cùng làng với bố, hắn chỉ là thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi. Ngoài sức mạnh phi thường ra thì hắn chả có cái vẹo gì cả, đặc biệt là thấy lợi quên nghĩa, rất dễ chỉ đầu đánh đấy. Tôi quyết xin đem ba tấc lưỡi nói cho Lữ Bố về tay của chúa công." Quả nhiên sau khi Trác tặng Lữ Bố con ngựa xích thố cùng với bao nhiêu vàng bạc châu báu, bố hô lên với cả họ rằng: "Anh Trác ơi, em sẽ về đội của anh, rồi mang đầu của Đinh Nguyên tới phủ Trác làm quà." Quả nhiên Đổng Trác có được Lữ Bố như hổ thêm cánh, nhận làm nghĩa tử, xưng cha gọi con ngọt như miếng bánh choco pie. Sau đó còn phong Phụng Tiên là trung lang tướng tước đô đình hầu. Lý Nho khuyên Trác định ngay việc kế lập. Trác bèn đặt một tiệc yến ở trong dinh, mời cả các công khanh đến, sai Lữ Bố đem hơn 1.000 quân giáp sĩ canh gác hai bên. Trác nói rằng: "Vua này ngu yếu, không thờ được tôn miếu,
ta muốn theo y Giãn Hoắc Quang ngày xưa. Phế vua cho ra làm Hoàng Nông Vương, bà lập Trần Lưu Vương lên nối nghiệp. Ai không theo ta chém. Quần thần run sợ, không ai dám đáp lại. Duy có quan trung quân hiệu úy là Viên Thiệu đứng vụt lên nói: Thiên tử mới lên ngôi, không làm điều gì thất đức. Mày dám bàn bỏ con cả, lập con thứ, định làm phản hay sao? Trác Dẫn đáp lại một tiếng chất như nước cất: Việc thiên hạ ở trong tay tao, tao thích thì làm đấy, thì làm sao? Ai dám không nghe? Mày thử xem lưỡi gươm của tao có sắc không? Viên Thiệu cũng rút gươm ra và nói rằng: Gươm mày sắc, dễ gươm của tao không sắc hay sao? Trác đang định lệnh cho Lữ Bố xin thằng Thiệu tí tiết, thì Lý Nho can rằng: Việc chưa xong, không nên giết Càn. Viên Thiệu biết tình hình căng như dây đàn, không thể nán lại lâu, bèn vội vã xin cáo từ, bật tốc biến chạy một mạch về nhà. Đổng Trác không có ai can ngăn nữa, liền ra lệnh lập vua mới. Được một thời gian, lão lại sai người vào cung giết cả vua và thái hậu. Chuyện này đến tai thiên hạ, chư hầu lập tức xua quân với tinh thần bỏ vua diệt Trác. Trác chống không nổi, theo kế của Lý Nho chuyển đến Trường An trú ngụ. Quan Tư Đồ Vương Doãn cày Trác lắm, muốn diệt liền nhờ đứa con nuôi là Điều Thuyền. Doãn khóc lóc thỏ thẻ nói rằng: Hiện nay trăm họ như bị treo ngược, vua tôi ngất ngưởng như trứng trồng, thật là nguy cấp. Ngoài con ra không ai cứu được. Tặc thần Đổng Trác sắp cướp ngôi vua, văn võ trong triều không ai nghĩ được kế gì. Đổng Trác có một thằng con nuôi là Lữ Bố, sức khỏe phi thường. Ta xem hai đứa ấy cũng là tuồng hiếu sắc nghiện 18 cộng. Nay con vốn xinh đẹp tuyệt trần, chân dài đến nách, ba vòng khúc nào ra khúc nấy. Hai bọn nó mà thấy chắc thèm rõ rãi, kiểu gì chả muốn thịt luôn cho nóng. Vậy nên ta muốn dùng một kế liên hoàn, trước đem gả con cho Lữ Bố, sau lại đem con dâng Đổng Trác. Con ở trong, tùy cơ lập kế, ly gián hai bố con nhà nó, xui khiến thế nào cho Lữ Bố giết Đổng Trác, để trừ kẻ đại ác, giữ yên xá tắc, dựng lại giang sơn. Đó là nhờ ở sức của con nghĩ thế nào? Thuyền thưa: Con dẫu chết cũng không từ, xin cha đem ngay con dâng cho nó, con sẽ lập mưu ở trong. Doãn nói: Việc này nếu tiết lộ ra, họ nhà ta sẽ chết cả mất. Thuyền thưa rằng: Xin cha chớ lo, nếu con không báo đền được nghĩa lớn, con sẽ chết ở dưới muôn bàn ngọn giáo. Mấy ngày sau, Doãn mời Lữ Bố sang nhà uống rượu. Bố uống tới 20 chén rượu ba kích, thấy người đã hơi tây tây, chợt thấy một cô gái đi tới bưng thêm tiểu và đồ nhắm. Bố nom thấy mùi hương trên người, lại coi khuôn mặt, thấy chẳng khác gì tiên nhân hạ phàm. Bố rớt cả nước miếng, há hốc mồm, rượu ba kích bắt đầu phát lên, cứng hết cả người. Nghĩ thầm trong bụng: Ôi thần linh ơi, người đâu mà đẹp ái thế này, chỉ ngồi ngắm không cũng no mẹ cả rồi. Bố ngập ngừng nói: Nàng là ai vậy? Doãn thưa: Dạ đó là con gái nhỏ của lão. Thuyền đâu? Con ngồi ở đây, rót rượu cho Phụng Tiên tướng quân. Thuyền bằng lệnh ngồi xuống. Lữ Bố con mắt không chớp, cứ nhìn chằm chằm vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Doãn biết là cá đã cắn câu liền bảo: Trai anh hùng gái thuyền quyên, tướng quân là bậc chiến thần vô địch thiên hạ thời nay. Nếu ngài không chê, lão xin đem nó gả cho ngài, để ngài đêm nâng khăn sửa túi, cơm nước pha trà phục vụ, không biết ý của ngài như thế nào. Lữ Bố sướng hết cả người nói: Vương đại nhân, ngài thực là tốt vãi đái. Bố tôi từ thuở bé đến giờ chưa thấy ai tử tế như thế. Nếu ngài còn đứa con gái nào sinh thì mang nốt ra đây, Phụng Tiên xin nhận hết.
Vương Doãn nghe nói thế thì giận lắm, nhưng cố nín nhịn, nghĩ thầm trong bụng: mẹ cha thằng máu gái, khôn như mày quê tao đầy. Doãn nói: thú thực các nhi nữ của lão đều có phu quân cả rồi, còn mỗi đứa này thôi. Bố liếc điều thuyền, thấy thuyền cũng bắn tim đáp lại, trong lòng sung sướng lắm. Về sau Doãn lại giới thiệu nàng cho cha. Dĩ nhiên với độ máu gái, cha còn hơn bố một bậc. Cha lập luôn thuyền làm thiếp. Ủng Tiên nghe tin thì tức giận lắm, sấn sổ tới phủ của Doãn hỏi tội. Này lão già kia, lão định úp sọt cho ta ăn quả lừa à? Sao lão đã hứa gả thuyền cho ta, giờ lại cù trọng xoài như thế? Ý lão là sao? Bố điên lên cầm kích định xiên cho một nhát. Vương Doãn khúm núm, tỏ vẻ thảm thương bảo: không phải ý của lão, là do thái sư ép. Nếu lão không nghe, sẽ bị giết cả nhà, mong tướng quân thông cảm. Bố nghe vậy ngậm ngùi đi về, cứ thi thoảng lại qua phủ Trác dò hỏi. Một hôm đánh bạo lẻn vào, chỉ xem được cảnh 18 cậu phun HD. Bố đau hơn hoạn, ngày đêm bứt rứt trong người. Một hôm nhân Trác cảm thấy khó ở, y vào phòng hỏi thăm, nhìn thấy Trác đang nằm trần ngáy như trâu, điều thuyền y phục hơi hở, nằm sát ngay cạnh. Thấy lữ bố, nàng ta lập tức thả thính, tình cảm vô cùng. Chợt Trác tỉnh dậy, trông thấy cảnh ấy lập tức quát lên: thằng bố kia, mày dám quấy rối tình dục vợ tao à? Cút! Rồi cấm y từ nay về sau không được ở phòng nữa. Bố ấm ức, mặt hầm hầm đi về. Đang đi thì gặp Lý Nho, y kể hết mọi chuyện cho họ Lý. Lý Nho lập tức vào nói với Đổng Trác: lữ bố là kẻ kiêu dũng vô địch, thái sư muốn lấy thiên hạ, sao lại vì chuyện nhỏ mà nỡ phật lòng y? Nhớ y thay lòng đổi dạ thì sao? Trác thấy phải, hối hận liền vời bố vào trong phủ xoa dịu. Một hôm Trác đang ngồi yến tiệc với vua, lữ bố lẻn qua cổng sau, ào thẳng nhà trong tìm điêu thuyền. Thuyền nói: bố ca, thiếp ở đây khổ lắm, một ngày dài bằng cả năm, phục vụ lão già vừa béo vừa yếu sinh lý kia, nhục ơi là nhục, nay một lần được chàng ôm, thiếp chết cũng mãn nguyện lắm rồi. Hay là chàng cho một kích đâm chết mẹ thẳng Trác đi, như thế hai ta ngày đêm có thể kể cận sung sướng xiết bao. Bố ngập ngừng: ta biết rồi, để ta nghĩ cách cái đã. Đổng Trác nhìn quanh không thấy lữ bố đâu, đã sinh nghi liền chạy vội về phòng, trông thấy bố và thuyền đang nắm tay nhau bên đỉnh Phụng Nghi. Trác liền quát lên: mẹ thằng cha nghịch tử kia, định tòm tem vợ tao à? Tiện thấy kích của bố ở cạnh đấy, liền phi một cái. Ủng Tiên sợ quá cong đít chạy trốn. Lý Nho chạy đến biết chuyện liền bảo rằng: thằng bố kia nó thích điều thuyền lắm, chi bằng thái sư tặng cho nó. Nó biết tấm lòng của ngài, thế nào cũng hết lòng hết sức phục vụ. Bà lại điều thuyền ở đây lâu rồi, thưởng hoa bóp nguyệt cướp trinh, ngài cũng đã làm chán chê, sao không nhường cái xương sẩu lại cho người khác? Đổng Trác nghĩ hồi lâu rồi bảo: thôi được, để ta xem đã. Trác về phòng trách cứ điêu thuyền, sao dám tư tình với lữ bố. Thuyền nói: bẩm thái sư, thằng bố kia nó không thấy ngài, liền sấn sổ tới nắm tay rồi sờ ngực thiếp. Thiếp nhục quá định tự tử, thì nó dùng sức mạnh ghì chặt. Bên ấy nếu thái sư không tới kịp, thì nó đã hấp diêm thiếp rồi. Trác vỗ về an ủi, thỏ thẻ nói: nếu ta đem người gả cho nó, ngươi có ưng không? Điêu thuyền dãy nải bảo: dù có chết, thiếp cũng không theo cái thằng ngu si tứ chi phát triển đó đâu. Thái sư chẳng lẽ không thương hoa tiếc ngọc, để cho nó giày vò thiếp? Rồi thuyền nhanh tay rút kiếm định tự sát. Trác ngăn lại ôm vào lòng vỗ về bảo: ta nói trêu ấy mà. Điêu thuyền thủ thỉ: mẹ cái thằng Lý Nho,
chắc là hắn gây ra chuyện này đúng không? Thiếp nghĩ hắn thân với thằng bố, nên mới bày trò để hạ thấp thể diện của ngài đấy. Hôm sau Lý Nho ảo ra mắt nói rằng, hôm nay là ngày lành tháng tốt, thái sư nên đem điêu thuyền gả cho Lữ bố. Trác nhăn mặt nói, chuyện ấy ta đã nghĩ rồi, Lữ bố với ta là quan hệ cha con, làm thế không tiện. Ta tha lỗi cho bố, ngươi nên truyền đạt cho y biết ý của ta, ta tìm lời an ủi thế là được rồi. Nhỏ nói, thái sư đừng để một người đàn bà mê hoặc. Trác thay đổi sắc mặt, mắng một câu thể hiện uy quy vô cực. Lý Nho, mày nói thì hay bãi cả đái, thế bà mày mày có dám đem dâng cho nó thịt không? Việc điêu thuyền cấm không được động đến nữa, còn nói tao sẽ chém đầu. Lý Nho trở ra, ngẩng mặt lên trời than rằng, thôi xong, tất cả chúng ta, từ thằng Trác tới thằng bố, a cả mình nữa cũng sẽ bị chết vì một cái. Video của Đỉnh Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và comment để ủng hộ tại hạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.